Xin chào tất cả cô bác anh chị và các bạn. Ở nội dung video này thì em sẽ hướng dẫn cô bác anh chị chúng ta bón phân cho cây hoa hồng vào mùa mưa, hoặc là sau khi cây hoa hồng của chúng ta nó trải qua một cái đợt mưa kéo dài. Ở miền Bắc thì một tuần vừa qua là mưa nhiều các anh chị, nên những các cây hoa hồng của em nó cũng có cái biểu hiện nó thiếu dinh dưỡng. Nhiều các anh chị chúng ta chưa biết cách bón thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cô bác anh chị chúng ta bón hoa mùa hè các anh chị nhá. Tím ngắt luôn, lở rực rỡ. Em sẽ lấy cho các anh chị một số cái hình ảnh để các anh chị có thể nhận biết được là cái cây của hoa của chúng ta nó bị thiếu dinh dưỡng các anh chị nhé. Ở đây em có một cái cây, cây này là cây patios các anh chị, nó bị thiếu dinh dưỡng này. Tại sao mưa xong ấy là chúng ta cần phải bón phân, bởi vì là khi mà nó trải qua một cái đợt mưa kéo dài như vậy thì cái chậu hoa của chúng ta nó liên tục bị nước xả vào và chất dinh dưỡng nó sẽ trôi qua đáy chậu mất các anh chị. Cái việc này nó tương tự như cái việc mà chúng ta chữa cái cây nó bị sốc phân ấy, là chúng ta sẽ xả nước thật nhiều để cho phân nó trôi đi. Vậy thì nếu mưa nhiều quá thì cái chậu hoa của chúng ta nó sẽ bị hụt dinh dưỡng, nên cái cây của chúng ta nó sẽ có cái biểu hiện nó thiếu dinh dưỡng. Những cái cây hoa của em là nó bị thiếu dinh dưỡng các anh chị này. Đấy. Cái vàng lá như vậy nhiều các anh chị nghĩ rằng nó bị úng nước thì không phải đâu các anh chị. Bởi vì trên cây của em nó có những cái chồi nó vẫn tím này, nhưng có những chồi nó bị vàng. Biểu hiện này là có thiếu dinh dưỡng các anh chị nhé. Cụ thể là ví dụ các anh chị nhìn thấy cái lá nó vàng đều này các anh chị thấy chưa? Đấy, nó vàng đều như vậy là cái biểu hiện này là của thiếu đạm. Đấy, còn nếu mà nó vàng mà nó lại hơi nổi cái gân xanh xanh như vậy là nó thiếu vi lượng, cụ thể là nó thiếu sắt các anh chị nhé. Như cái cây ở đây này của em là sau khi mà mưa nhiều là cái cây cây này là cái cây Blue Sky này, hôm trước em có hướng dẫn các bạn chúng ta phục hồi nó đấy. Hôm nay là ngày thứ ba là các bạn chị nhìn sau khi em phun phục hồi mầm chồi thì lá của nó đã rất đẹp trở lại rồi. Cây này thì nó vừa thiếu vi lượng vừa thiếu đạm các bạn chị. Những cái chồi màu vàng này nó chưa trở về được là do cái chồi này nó thiếu đạm chứ nó không phải nó thiếu vi lượng. Các bạn chị có thể thấy được là cái lá non ấy nó vàng rất đều. Nó không vàng theo kiểu là vàng gân xanh các bạn nhé. Nó vàng đều như vậy là nó thiếu đạm. Vì vậy là nếu nó thiếu đạm mà chúng ta phun vi lượng vào ấy là nó không có xử lý được. Vì vậy hôm nay em sẽ phun thêm đạm cho nó thì 3 ngày sau nó sẽ cái lá nó sẽ xanh lại các bạn chị. Hiện nay thì nó có một lửa cây. Một lửa số cây đây các bạn chị này. Là nó có biểu hiện thiếu vi lượng thì lá của nó xanh bóng trở lại rồi này các bạn chị này. Các bạn thấy chưa? Tức là cái hàng bên dưới này bây giờ thì gần như là xử lý được tương đối rồi. Thế còn cái bên trên này thì nó thiếu đạm thì hôm nay phải phun đạm vào. Đấy là cái biểu hiện của cây khi nó trải qua một cái đợt mưa các anh chị nhé. Vậy thì cách bón phân của nó thì nó đơn giản lắm các anh chị. Đầu tiên là các anh chị cần phải bỏ cái bộ combo này ra. Combo phân bón đây các anh chị. Nếu các anh chị nào mà có rồi các anh chị bỏ ra em sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta dùng. Khi mà mưa nhé các anh chị nhé. Khi mưa thì cái giá thể của chúng ta này nó ẩm, vì vậy là tuyệt đối chúng ta không động gì vào cái phần chậu này. Chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ bằng phân bón lá. Mùa mưa các anh chị, mùa mưa hoặc là mới trải qua một cái trận mưa là chúng ta sẽ dùng phân bón lá. Đặc biệt là mùa mưa nhé các anh chị nhé. Ở miền Bắc bây giờ đang bước vào mùa mưa là chúng ta sẽ dùng phân bón lá nhiều hơn phân bón gốc. Bởi vì là khi mưa gốc nó ẩm như vậy là cái rễ của chúng ta nó bị úng, nó úng nước. Chúng ta bón phân là chúng ta phải tưới nước thì phân nó mới ngấm được vào đúng không ạ? Mà rễ nó đang úng nước mà chúng ta lại bổ sung thêm nước vào thì nó càng úng và nó thối rễ. Đấy là lý do tại sao đất ẩm chúng ta không thể bón phân được các anh chị. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trong cái bộ combo này các anh chị sẽ sử dụng cái phân bón lá các anh chị nhé. Phân bón lá của em có này, phục hồi mầm chồi này, kích chồi này, kích rễ này và kích hoa. Đấy ạ. Vậy thì sau khi mà nó trải qua một cái trận mưa ấy, hoặc là vào mùa mưa các anh chị nhé, thì cái cây của chúng ta nó chỉ có ba cái tình trạng thôi. Một là sau cắt tỉa trên cây của chúng ta nó không có chồi, không có hoa. Trường hợp thứ hai là nó có chồi, cây nó đang đâm chồi như vậy. Trường hợp thứ ba là cây nó đang đóng lụ. Đấy, chỉ có ba trường hợp là vậy thôi. Thì chúng ta sẽ căn cứ vào các thời điểm đó để chúng ta bón phân. Nếu mà sau khi mưa các bạn chị nhé, hoặc là mùa mưa thì các bạn chị lưu ý là khi cắt tỉa xong ấy, là các bạn chị sẽ dùng gì? Dùng kích chồi này kết hợp với kích rễ. Kích rễ này các anh chị lưu ý nhá, kích rễ này nó có thể phun trên lá được chứ không hẳn là chỉ tưới gốc thôi các anh chị nhá. Các anh chị sẽ pha một gói kích rễ này với một gói kích chồi này. Đấy, cho liều lượng ấy thì là người ta hướng dẫn là mỗi một gói này sẽ pha với 20 lít nước. Thì bình thường ấy nếu mà không vào mùa mưa nhá, hoặc là chưa trải qua một trận mưa thì cái cây của chúng ta này nó không giữ nhiều nước thì chúng ta sẽ pha đúng tỷ lệ là hai gói này cho 20 lít nước. Tuy nhiên khi mà mưa các anh chị nhé, khi mưa thì cái cây của chúng ta nó ngậm rất nhiều nước. Vì vậy là cái lá của chúng ta nó rất yếu, nó rất mỏng các anh chị.
Đây, cái lá của em rất mỏng này, mưa xong cái nó mỏng lá lắm. Vì vậy là nếu chúng ta phun với cái liều cao ấy, liều như bình thường ấy, thì cái lá này nếu nó gặp nắng nó sẽ quăn lá và nó cháy lá ngay. Vì vậy là hai cái gói này cô anh chị chỉ pha với khoảng pha với 10, từ 30 đến 40 lít nước, tức là chỉ khoảng 50 đến 70% công suất thôi. Thì cô anh chị phun, và cô anh chị lưu ý nha, cô anh chị cứ phun 3 đến 5 ngày một lần cho em. Thì cây cây của cô anh chị không bao giờ nó thiếu dinh dưỡng cô anh chị nhá. Đấy là cái trường hợp mà sau cắt tỉa, sau cắt tỉa cô anh chị sẽ phun cái cặp này. Kích rễ nó sẽ giúp cây phát triển bộ rễ này, kích chồi nó sẽ giúp cây phát triển cái chồi. Thế còn đối với cái trường hợp mà cây nó đang có chồi, nó đang có chồi thì cô anh chị lưu ý là cô anh chị sẽ dùng gì? Sau mưa thì cô anh chị sẽ dùng kích chồi với phục hồi mầm chồi, đúng không? Đấy, phục hồi mầm chồi cô anh chị phun. Liều lượng thì cứ 1 ml cho 1 lít. Đấy, nhưng bây giờ chúng ta chỉ pha là 0,5 ml cho 1 lít thôi. Đấy, chúng ta phun cô anh chị nhá. Cô anh chị lưu ý là dù nó mưa triền miên đi chăng nữa nhưng mà cứ cái lá của chúng ta này, cái lá của chúng ta mà nó ráo nước là chúng ta sẽ phun được. Đấy, và chúng ta sẽ kết hợp với những cái sản phẩm bám dính hoặc thấm sâu thì nó sẽ giúp cây của ta, cái lá của chúng ta nó bám dính chắc hơn và nó thấm sâu hơn. Vì vậy là nó sẽ đỡ bị rửa trôi đi. Đấy, khi mà lá nó còn ướt như vậy không chứ? Đây này, em vừa phun xong đấy các anh chị. Nó đã còn ướt như vậy là chúng ta sẽ không phun. Nhưng mà khi cái lá nó ráo nó khô rồi là chúng ta phun. Chúng ta tranh thủ chúng ta phun được các anh chị. Phun xong nó mưa cũng không vấn đề gì. Nếu mà có bám dính hoặc thấm sâu, nó phun xong nó mưa cũng không vấn đề gì. Cứ phun sau khoảng 1 tiếng đồng hồ nó mưa thoải mái các anh chị. 3 ngày sau chúng ta lại phun, chúng ta phun liên tục thì không bao giờ sợ nó thiếu dinh dưỡng các anh chị nhá. Đấy. Đấy là cái trường hợp mà sau khi tạnh mưa là chúng ta sẽ tranh thủ chúng ta phun. Nếu mà trên cây chúng ta có chồi thì chúng ta sẽ phun phục hồi mầm chồi với lại kích chồi các anh chị nhá. Đấy, thế còn nếu mà trên cây có đang có hoa thì các anh chị sẽ chú ý là các anh chị sẽ phun gì? Phun kích hoa đấy, MKP đây các anh chị, MKP các anh chị phun. Đấy, nó chỉ có 3 cái thời điểm đó thôi. Chúng ta sẽ không bón gốc vào cái thời điểm mà khi cây nó đang úng nước các anh chị. Còn ở bên dưới nhá, ở bên dưới thì bây giờ nó đang giữ nước như vậy thì các anh chị lưu ý là nếu mà mưa nhá, mà các anh chị không đậy mặt chậu, mà các anh chị thấy cái mặt chậu của chúng ta nó bị lì thì không khí nó sẽ không trao đổi được thì cái rễ cây chúng ta nó sẽ khó hô hấp. Vì vậy các anh chị cần phải sới mặt chậu lên. Đấy, em này, em hôm qua em vừa sới này. Hôm nay nó lại mưa nhưng mà mặt chậu lúc nào nó cũng phải có cái độ nhấp nhô như vậy thì là cái không khí nó thông thoáng thì cây chúng ta nó không bị ung rễ. Và chúng ta cứ để như vậy. Tạnh mưa xong chúng ta cứ để như vậy, để bao giờ nó se khô mặt chậu, đúng không ạ? Bây giờ là cái nhiệm vụ quan trọng nhất ở dưới chậu là chúng ta cắt nước chứ chúng ta không bón cái gì dưới này cả. Chúng ta sử dụng toàn bộ bằng phân bón lá. Mục đích của sử dụng phân bón lá là nó để nó duy trì cái tình trạng sức khỏe của cây. Thế còn sau khi mà mặt chậu nó se khô rồi thì các anh chị sẽ sử dụng cái gì? Cái phân gà. Mặt chậu se khô rồi nhá thì chúng ta sẽ sử dụng cái phân gà. Chúng ta bón để chúng ta cải tạo đất. Bởi vì bây giờ là sau khi mà nước nó xối liên tục vào rồi nó chảy hết chất dinh dưỡng rồi thì bây giờ cái đất của chúng ta nó rất là trơ. Chúng ta sẽ bón phân gà vào để tăng lượng mùn này, bổ sung các vi sinh vật này. Đấy. Và cắt chất dinh dưỡng cho đất. Và các anh chị sẽ bổ sung thêm cái gì? Cái LPK 13 13TE này. Tức là đây là cái loại LPK cân bằng. Đấy, các anh chị sẽ trộn chung hai cái thằng này, các anh chị bón xuống gốc để cải tạo đất, bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho đất. Thì lúc này ấy, là cái rễ của chúng ta nó sẽ phát triển trở lại và nó lấy dinh dưỡng nó lên nó nuôi cái chồi, cái lá, cái thân, cái cành các anh chị nhé. Cái việc sử dụng phân bón lá các anh chị, mục đích của cái việc sử dụng chúng ta sử dụng phân bón lá là gì? Để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, nhưng quan trọng nhất là đối với cái thời điểm mà mưa ấy, là chúng ta duy trì cái tình trạng sức khỏe của cây. Đấy, vì vậy là những cái cây của em ấy là em phun phân bón lá rất nhiều vào những cái thời điểm mà mưa các anh chị. Đấy, mưa thì cây của chúng ta nó thiếu rất nhiều dinh dưỡng bởi vì là trong chậu nó bị rửa trôi rất nhiều các anh chị nhé. Đây là những cái biểu hiện nó thiếu dinh dưỡng này. Đấy, hôm nay sẽ phun các anh chị, hôm nay phun hết rồi mà em mới hướng dẫn các anh chị. Đấy là cái lưu ý cho các anh chị khi chúng ta chăm sóc cái cây hoa hồng nó vào mùa mưa các anh chị nhé. Đấy, nhiều các anh chị thắc mắc không biết là làm thế nào khi mưa là chúng ta sẽ dùng phân bón lá, chúng ta không dùng một tí phân bón gốc nào hết. Nhiệm vụ của chúng ta là chỉ có cắt nước thôi. Đấy, đây là cái bộ bón lá các anh chị nhá. Hoặc các anh chị có thể sử dụng cái bộ đầu trâu phun theo cái công thức cũ của em đều được các anh chị, nó không khác với nhau cả. Càng ngày thì cái sản phẩm em chia sẻ các anh chị nó càng nâng cao lên thôi, còn cái cách phun với cái thời điểm phun nó vẫn giống nhau các anh chị nhá. Đấy, đây là cái bộ combo này các anh chị. Đấy, các anh chị nào mà có rồi thì các anh chị có thể làm theo những cái em hướng dẫn, còn các anh chị nào mà chưa có, các anh chị muốn sử dụng, các anh chị có thể liên hệ với em qua cái số Zalo trên màn hình để mua ủng hộ cho kênh. Các anh chị thấy hay hữu ích thì đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ cho mọi người để mọi người cũng biết. Xin chào tất cả các anh chị nhé.